Chào các bạn, nay tôi xin được hướng dẫn các bạn cái trời đất tu sĩ lớn Big Big Breeze là một trong những đất cần phải có sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trong từng bước đi. Hôm nay chúng ta sẽ gặp đối thủ khá là khoai, đó chính là Odd Demon Hunter. Odd Demon Hunter tận dụng những hero một mana deal 2 dam với mỗi tên một kẻ canh sót vào mặt, cộng với những con có hiệu ứng liên quan như Battlefin, Lowly Swine hoặc là con 5 mana 64 ném một cái eviscerate vào mặt chúng ta. Trong trận đấu này các bạn có thể thấy rằng chúng ta vẫn có đủ số lượng spell để chúng ta dọn sân, tiêu diệt quái vật đối thủ. Có một điều khá đặc biệt trong trận đấu này. Khi đối thủ quăng con 36 này ra, thì tôi biết rằng bạn này đang gặp rất là nhiều mirror match mà cần có con 36 để cải thiện lối chơi. Tuần 5 chúng ta bốc được Shadow Essence. Và nếu chúng ta có niềm tin vào lá bài, niềm tin vào sự chính nghĩa, và nói chung là niềm tin vào Ashmi Vagod và linh hồn của Barnes, thì nó sẽ ra con Vagod. Và rất tuyệt vời khi chúng ta ra được Ashmi Vagod và theo dấu chân chính là con 5-5 Lifesteal. Đây phải nói rằng là một trong những play cần sự liên thông giữa tâm hồn và lá bài ở trong deck của chúng ta. Đối thủ thân 6, khi mà đối mặt với một con 10-10, có thể là tới lifesteal, tới tận 10 máu, và đồng thời có thể tiêu diệt một con quái. Đối thủ phải nên cân nhắc, không quyết định có trade hay không, hay là sẽ xài silence. Rồi đối thủ quyết định bắn mắt lên con Vagod và sẽ là con 48 của chúng ta. Và theo dấu hiệu của tôi thì nếu như đối thủ silence này thì sẽ không, chúng ta sẽ không có thể có khả năng hồi máu với lại con statue. Đối thủ đánh cũng khá kỹ. Đối thủ quyết định chơi con, không chơi con 48, quyết định go fade. Đây là cũng quyết định rất hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì cái khả năng go fade của Demon Hunter rất tốt. Và nếu như các bạn quyết định là không go fade thì Big Breeze sẽ có thể hồi sinh kịp lúc. Nhiều bạn sẽ hỏi tại sao? Đó là tôi lại Spirit Lash. Xong rồi sau đó là tôi mới chơi những con này, xài lá Breath of Infinite. Thì play vừa rồi thể hiện bộ não của chúng ta có một sự tinh thông. Chúng ta tận dụng hồi máu, bởi vì có khả năng là trong những tên sau đối thủ sẽ tẩn vào mặt của chúng ta, chứ cũng không có sảnh hơi đâu mà đi chơi quái làm gì. Rồi tôi nghĩ là nếu mà nó có con 5 mana 64 ném 4 đêm nó cũng khá mệt. Blazing Battle Mage. Qua lại qua Cleo Azinot. Ok. Bởi vì AOE của chúng ta có chỉ có trình đó thôi, cho nên là tôi quyết định tôi destroy luôn con 22 để ngăn chặn sôi đem có thể, và đồng thời ngăn chặn tất cả các búp có thể búp lên được con 22. Tôi vẫn quyết định búp Hero Power và tận 5 đam vào mặt của tôi. Điều này chúng ta lên kế hoạch cho tuần sau. Với cái não rất to của chúng ta thì hoàn toàn chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Có thể quăng một trong hai con Obsidian Statue ra, có thể Shadow of Death, có thể Resurrect. Phải nói rằng có rất nhiều quyết định suy tính, nhưng tôi quyết định
sẽ là Mass Resurrection để đảm bảo 100% rằng là chúng ta có sự hồi máu an toàn. Và điều này cũng cho thấy rằng Big Priest cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng, đồng thời cần phải có sự sắp đặt, sự đồng bộ, sự cách lá bài với nhau. Không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải chờ đợi vào may mắn, mà chúng ta cần phải làm chủ động, điều tiết chủ động sự may mắn đó. Chúng ta có bốn máu hồi máu rất hay. Okay, life beam. Nhận thứ thủ sẽ làm gì chúng ta tiếp theo đây? Bước 5 đam lên. Ok. Cảm giác như đối thủ vừa mới bị mất 3 máu. Sorry, vừa mất cái heal 3 máu. Đối thủ... ok. Trade hết những con Asmevagod này. Ok. Chúng ta top deck con Asmevagod. Đã xả Resurrect. Và chúng ta phải suy nghĩ xem là nó có thể tạo ra những con gì. Lại một con Vagod nữa rồi. Ôi, quá mạnh. Một đội quân mà toàn là Asmevagod không thì rất là kinh dị. Với một cái 6 mana mà chúng ta tạo được một cái body mà tận tới 8-24 thì quá mạnh. Đối thủ One Priestess of Fury ra thì rất vui là chúng ta bàn chúng ta có đầy ba god nên là không ảnh hưởng quá nhiều. Đối thủ quyết định đập vào một con ba god để mà giảm lượng máu xuống để che đem. Ok. Một tên này thì nếu mà trade hết số lượng Vagod ở trên bàn thì nó cũng hơi tiếc. Nên tôi quyết định là tôi sẽ để xem thử. Shadow of Death cũng là một phương án hay. Tôi hồi máu cho một trong những con Vagod của mình. Và tôi rất thông minh cái một tên vừa rồi khi mà tôi không quan con Lich King, bởi vì tôi biết rằng nếu như tôi quan con Lich King ra, nó sẽ bị chết bởi cái last Shadowwood Death. Và tôi và các bạn biết là do có tới 4 con Vagod, thì nếu vậy nó sẽ cắt tới 4 cái Shadowwood Death lên con Lich King thì rất là bi thương. Và đối thủ có vẻ như đang đuối bài trận đấu này rồi, bởi vì các bạn biết đó, thì thường là chính nghĩa thì thường là sẽ giành chiến thắng, kẻ gian tà sẽ thường phải hấp hối. Và đối thủ quanh con 5 mana 26 này ra thì hơi kịch. Tôi đang ở cái thế giới gì thế này? Năm nay 73. Thời này mà còn sẽ con phượng hoàng này thì cũng khá là đáng nể. Tôi quyết định là tôi hồi máu trước cho con Vagod. Này là một quyết định đúng đắn nữa đến từ vị trí của tôi. Ok, bây giờ là tôi quyết định là tôi ngục phây. Chúng ta thể hiện chiến thuật cao siêu bằng cách là chúng ta quanh Eternal Servitude ra. Ok. Skill looks like chắc kết nghĩa triple 3 con. Hồi nãy thì là 2 con Vagod, này là có tới 3 con Obsidian Statue. Play quá cao siêu rồi. Đối thủ đang kiếm cách freeze con 48 lại. Rồi trade một con 41 này. Cũng hay đấy. Cũng tuyệt vời đấy. Mình đánh tiếc khi mà số lượng đem deal phân bố thì khá là tệ. Tôi quyết định là tôi dùng con 48 tôi trade và tôi destroy luôn cả con Priestess of Fury mà tôi đóng đinh trận đấu này. Quyết định là quanh cả con Yasara ra. Yasara chắc chắn sẽ kéo lên chú lửa. Và
chắc chắn là nhìn cái bo này thì chỉ có Black Update thì nó mới tiêu diệt, mới tự hủy chính mình hoặc là tự sidekick stream thôi, chứ không còn cách nào khác để mà có thể giúp đối thủ giành chiến thắng trong trận đấu này. Và suy nghĩ kỹ là chúng ta ok, chúng ta đã giành được chiến thắng oanh liệt trong trận đấu này rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.